Chào mọi người nhá. Sáng ngày hôm nay mình nhận được một cái cây máy tính với cái lỗi như thế này mọi người ạ. Mọi người để ý nhá, nó có đèn đấy, quạt này có đèn này. Mình ấn nguồn nhá, ấn cái chớp cái cho tắt ngay. Mình ấn lại nhá, ấn lại thì không được gì nhá. Mình lại rút điện ra này, rút điện ra chắc phải chờ một lúc. Cái lỗi này ấy thì thường nó sẽ có hai nguyên nhân chính, một là cái nguồn này nó bị chập tải đầu ra, hai là con mên này bị hỏng các bạn nhé. Mên hỏng kiểu này thì có nhiều khả năng, mình cũng chưa biết là cụ thể, nhưng mà chỉ cần thay nguồn thôi là sẽ biết được cái mên hỏng hay nguồn hỏng. Đấy các bạn ạ, nó nháy sáng một cái xong nó tắt luôn. Mình sẽ tháo nguồn, cái này dễ hơn này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra nguồn luôn nhé, xem nguồn có ok không. Chờ mọi người chờ mình một chút, mình sẽ tháo 12 pin này, tháo 24 pin này để kiểm tra nguồn nhé. Còn cái ổ cứng trong kia kệ nó thôi. Mình đã tháo 12 pin này và 24 pin. Bây giờ mình sẽ ghim dây xanh lá xuống dây vào dây đen, tức là nối chập lại với nhau các bạn ạ. Và các bạn để ý cái đèn này nhé, để mình xác định xem lỗi do nguồn hay là lỗi do mên. Các bạn để ý cái đèn này nhá, mình ghim này. Đấy, như vậy là lỗi nguồn các bạn ạ. Nguồn hỏng. Mình cứ run cắm này thì bắt đầu nó nháy này. Đấy, các bạn nhìn coi cái nháy nhá. Mình ghim lại này. Đấy. Ghim lại nhá. Nguồn hỏng các bạn ạ. Mình chỉ cài pin cho khách thôi. Bây giờ là mình phải sửa thêm cả nguồn nữa. Cài pin có lấy tiền đâu, trả khách về dùng thôi. Bây giờ lỗi nguồn thì tạm thời thì mình chưa có nguồn thay. Như vậy mình chỉ cái video này chỉ muốn các bạn là xác định xem cái lỗi như thế thì sẽ là xác định hỏng nguồn hỏng bên thôi các bạn ạ. Video này thì chắc là mình sẽ kết thúc tại đây. Bạn nào có nguồn thì có thể thay nguồn, hoặc là nếu như mình thì mình xem nguồn, nếu mà nó dễ sửa thì mình sẽ sửa nguồn nha các bạn nhé. Nguồn thì cũng sửa ok thôi, nhưng mà lỗi này thì khả năng khó sửa hơn một chút. Nó sẽ bị chập cái một trong những cái đường 12V này, hoặc là 3V hoặc 5V đầu ra các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video, và video này chỉ là một video chuẩn đoán bệnh thôi và thay thế linh kiện. Mình sẽ thay nguồn hoặc là sửa nguồn, dễ thì mình sẽ sửa, còn khó quá thì mình thay. Nguồn bây giờ cũng rẻ lắm rồi, cái nguồn này trên thị trường bây giờ cũng chỉ là 150-200 nghìn thôi, thay đi là ok các bạn nhé. Mình định kết thúc video nhưng mà mình kiếm được một con nguồn mình thay nên mình lại quay tiếp. Sau khi quay xong thì máy thay nguồn thì máy đã chạy rồi, mình bật được nguồn, nó quay không lên hình, một lúc thì nó tắt. Mình sẽ có còi bíp, mình sẽ gắn thử xem nó có đòi ra không nhé các bạn nhé. Hay là lại phải sửa cả mên lẫn nguồn. Không nhận RAM các bạn nhé, RAM có vấn đề. Mình sẽ tháo RAM ra để vệ sinh trước á, sau rồi mới tính tiếp. Rút điện á. Mình thay một con nguồn bình thường các bạn ạ. Chỗ mình thì hay gọi cái nguồn này là nguồn cỏ. Vệ sinh RAM thôi. Mình đã vệ sinh RAM. Đây mình lau, lọ không bẩn lắm. Chưa chắc đã là do RAM thôi các bạn ạ. Hoặc có thể là RAM cũng chết nữa. Mình kiểm nghiệm rồi, bật nguồn thử xem sao. Nó không có báo bíp RAM nữa các bạn ạ. Tít này là tít lên hình này. Sao chưa lên hình nhỉ? Hay mình chưa cắm? Mình cắm rồi mà. Lên hình các bạn nhá. Cầu ngoài của mình bị chập chờn thôi. Đã lên hình. Lên hình rồi thì mình sẽ cắm tiếp thanh RAM này vào thôi. Các bạn không lên cắm một lúc cả hai thanh. Giả sử một thanh nó lỗi thì các bạn sẽ không xác định thanh nào lỗi. Của khách là 4GB đấy nhỉ? Đâu 2GB các bạn ạ? 1600. Bớt 1600. 2GB. Tắt đi nhá.
Nếu mình cắm thanh này vào món gáo bíp 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 thì khả năng cao thanh này bị lỗi. Rồi, mình sẽ lại ghi nhận lại. Lại bật nguồn thôi. Tiếng bíp thân thương lên hình. Ok. Rồi, sẽ gắn lại ổ cứng cho khách xem là có ok không. Chắc là bẩn giam thôi mà. Tắt nguồn. Thay thế nguồn thì cũng đơn giản thôi các bạn ạ, nó cũng không khó đâu. Thay thế nguồn thì nó cũng có một vài cái lưu ý này. Bạn cắm đúng 10 cây chắc 4 pin nhỏ trên này và 24 pin là cấp điện đủ cho main. Sau đấy thì các bạn sẽ cắm cái đèn này, cái quạt này và cái giải led ở đây, nó có hai đường dây này lên rồi các bạn nhé. Vào green nữa các bạn ạ. Mình cắm bàn phím. Còn lại thì những cái khu vực khác cần cấp nguồn này các bạn này. Đấy là ổ cứng. Và cái hai cái đèn đấy thì mình cắm qua cái này. Nó còn sẵn sắt thôi. Có hai kiểu các bạn ạ. Kiểu này là một kiểu ổ cứng đời bây giờ. Còn một cái kiểu cũ nữa. Là kiểu này các bạn này, là kiểu ổ cứng đời cũ ngày xưa, cũng chả sao đâu các bạn ạ, dầu nó cũng ăn ít thôi mà. Thôi, mình sẽ kết thúc video sớm thôi, vào video các bạn ạ, để trả khách. May quá, còn một chiếc nguồn cỏ. Mong là chiếc nguồn này sẽ tốt bền với khách một thời gian lâu dài hơn. Chiếc nguồn cũ của khách đây các bạn nhé. Nguồn của Antech khá là lạnh. Thương hiệu Antech cũng là một thương hiệu tốt đấy các bạn ạ. Nguồn này như lấy ở quán led ra các bạn này. Những cây này à, những cây trắng trắng này các bạn này, thì người ta thường hay bắt trong quán led. Cũng chả biết nó hỏng gì đâu các bạn ạ. Mình chưa tháo ra, nhưng có nguồn thì thay nguồn cho khách tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày vui. Nếu các bạn cần sửa chữa máy tính VGA thì hãy liên hệ mình ở phần mô tả video nhé. Mình để link Facebook và số điện thoại ở phía dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.